là khoa học hay là ảo thuật? Khó, rất khó. Sẽ có một cái trò diễn ra đây, là cái trò đó được xử lý bằng một pha ảo thuật. À ha, ảo thuật hay là những hiện tượng vật lý khoa học ở đời thường, thì hiểu chưa? Hiểu cái chữ ảo thuật, còn khoa học thì để học lại. 500 hút sắt đúng hay không? 500 là phải một cục sắt đó. Đó là khoa học. Khoa học. Vì khoa học đã chứng minh điều đó là đúng. Đúng. Nhưng ở trên này có một cục 500 hút được cục nhựa là khoa học. Không có thì đó là gì? Sai. Là ảo thuật. Ảo thuật. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Phải giải thích từng cái vậy đó. Chương trình không có đủ thời gian giải thích cho chị đâu. Và bây giờ xin mời. Chết rồi. Bà sắp tới rồi. Bà chủ nhà bà sắp tới rồi mà giờ tao hết tiền rồi. Mày làm cái gì mà mày làm hoài vậy? Ê Bi Tây, cho tao mượn tiền đi. Cho tao mượn 3 triệu đi. Nửa tháng tiền nhà. Bây giờ mày cần tiền phải không? Rất cần luôn á. Sao mày dây? Nhưng mày muốn cái gì? Ông phải chọc tức bà chủ nhà. Cho bà đuổi tao ra khỏi nhà hay chi? Muốn 3 triệu không? Là mày cho tao 3 triệu luôn. Đưa trước luôn nè. Chơi luôn. Bắt cái tay nha, không lấy lại nha. Lấy này. Sao? Cứ cầm gần bả được rồi. Rồi. Bả sắp tới rồi. Bả vô là ta là mà chọc bả chửi là thu lại phải không? Bà chủ ơi. Ơi, bà ngủ hả? Dễ gì đâu. Sao cô nói điện thoại cô qua lấy tiền mà cô chờ hoài không điện cho nên cô đâu có qua. À vậy hả cô? Sao có tiền đóng tiền nhà cho cô đi mấy đứa? Cho con khất lại mấy ngày đi cô. Sao bữa con hứa là con sẽ có tiền đóng cho cô rồi cuối cùng mày... Không phải, tại á là vì á là ba má con nói chuyển lên mà chuyển trễ có mấy ngày à. Kỳ quá mày. Mày đưa vô miệng con khó nói quá con. À dạ cô. Cái này cái giống ông gì vậy? Cái mic go hát karaoke cô hát mấy câu chơi nè. À con thích nghe bài gì? Bài gì cũng được. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Thấy ghê. Con là chị ruột của con Lê Lộc á. Lê Lộc nó hát hay lắm. Cô hát hay hơn nó. Quá hay quá. Hát hay không? Cho con hát mấy ngày nha. Giỡn hoài. Đóng tiền nhà cho cô đi con. Đừng giỡn nữa. Con nói thiệt á. Con không đóng rồi, để bạn con đóng. Đóng bạn tiền nhà cho cô đi con. Nó hết tiền rồi. Cái gì? Hết tiền là sao? Ủa thế tụi con kỳ quá à. Cô là cô thương ha. Cô cho khất từ tháng này qua tháng nọ. Bây giờ là 3-4 tháng chưa đóng dạ, một cái dạ. đồng nào là sao? Dạ cô chờ chút xíu. Ê, nhẹ quá. To lên nữa phải không? Gì vậy? Có tiền đóng tiền nhà không? Dạ không. Cô không có tiền. Cô hỏi một lần nữa, có tiền đóng tiền nhà không? Dạ không. Chửi. Có tiền đóng tiền nhà không? Dạ không. Không có thì khi nào có gửi cô. Thôi cô về nha. Cô không trả tiền cho con luôn. To hơn nữa. Cô không trả tiền cho con luôn. Cái này là lưu manh mà giả danh trí thức nè. Giờ con hả? Sao thiếu tiền mà không trả là sao? Bây giờ không trả đúng không? Phải dùng biện pháp mạnh thôi. Mày có cái bureau mày tưởng tao không có hả mày? Tao có cái lo nè. Bây giờ có trả tiền nhà tao trả tao không? Được chưa? Tao chưa hết nổi rồi. Bây giờ có trả tiền nhà cho cô không thì nói tại sao mà thiếu tiền nhà mà thiếu gì mà thiếu lâu quá trời quá đất vậy hả? Bao nhiêu tháng rồi từ tháng này qua tháng kia mày thiếu quay và không bao giờ chịu trả. Hả mày lì vừa phải thôi. Mày có nghe tao nói không? Mày có trả tiền nhà không? Bây giờ mày không trả tiền nhà thì mày dọn ra khỏi nhà tao. Dạ không trả. Ngoan gì mới được không? Thôi cô về nha. Hai đứa ráng thu xếp trả tiền nhà cho cô, không thì dọn đi cô cho người khác mướn nha. Ừ. Được chưa? Wow. Được chưa? To giống rồi. Chắc chắc không? Được. Rồi sao nữa? Đem qua đây. Tụi lấy cái giọng của bà chủ convert qua cái frequency này. Convert đó là cái file mà mình thâu âm lại đó. À. Là mình convert qua cái frequency mình chuyển đổi qua. Chuyển đổi qua nhưng mà nó giống như là nó bẻ cái giọng. Để làm cái gì? Trong cái giọng đặng cho mình di chuyển những vật. Đâu mày làm tao coi thử coi. Nhưng mà bây giờ mình phải thử chứ nè.
Em cái mi đây, để sát đây nè. Ê, 628. Dữ vậy hả? Đem qua đây, đem qua đây, qua đây. Ông cứ bấm vô 628. 628. Khoan, mình thấp trước đi, coi nó ra gì không. Ờ à, 300 okay. Đi. Ok. Có gió. Ờ, cái đó nó rung rung quá hả? Có gió. Nhưng mà của nó là 628, mình mới có nửa cái. Bây giờ mình lên 628 luôn đi. Chính đây. Nó không có chưa gì đâu. Vì mình đi gấp 2 lần nữa đi. Ê! 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 Bây giờ mình thử cái bông bánh này đi. Mình không ha. À. 640, không gì hết. Tăng lên nhiêu không? Tăng lên anh ơi. Gấp 3 ha. Gấp 3 thì không hiệu quả. 2 luôn đi. 2000. Rồi, tắt nha. Biết rồi, biết làm rồi. Bắt cái đồ quỷ này. Có 74 à. Rồi mình chỉnh đúng không mấy, mình sao? Cầm cái micro mình hét vô nó luôn được không? Không, mỗi cái vật nó sẽ ra một cái loại âm thanh khác nhau. Cái này đập to vậy nó có 74 rồi. Em biết rồi, giờ cho mẹ em hét đi rồi nhốt mẹ em vô. Bây giờ anh muốn lên bao nhiêu? 5 lần đi. Nó nhúc nhích luôn. Nó nhúc nhích luôn. Hay quá. Hay quá, nhúc nhích rồi. Khoan khoan, cho mình thử nó xa hơn chút xíu không? Xa hơn chút nữa đi. Lâu quá rồi. Xa quá. Có vẻ xa quá. Bây giờ chúng ta thử một lần nữa. Nâng lên thử coi con lật đật xa như vậy lắc được không? Vậy. Ôi rung luôn kìa. Không phải do anh Giang đụng á. À, nó không có rung. Đứng gần tại vì xa quá, làm xa quá. Rồi, quá. Như vậy là màn vừa rồi đã kết thúc. Bây giờ xin hỏi mọi người, dùng âm thanh và chúng ta khuếch tán lên thì di chuyển được đồ vật. Cái màn vừa rồi là khoa học hay là ảo thuật? Xin mời các bạn. Khoa học. Chị Giang thấy sao chị Giang? Chắc chắn là khoa học ấy. Cái màn con lật đật đó là cái màn ảo thuật. Không có nghe tiếng loa mà thấy vận chuyển nó đi là ảo thuật. Em có nghe mà. Nhưng mà ở đây mọi người đều nghe đúng không? Có, em có nghe tiếng đi. Xưa em có đi cái nhạc hội ngoài trời ấy. Có lần em đứng gần cạnh loa thì em cũng bị tai vào, nhưng mà như kiểu có ai sắp đánh vào mặt mình khi mà đứng gần loa, có một cái lực rất là mạnh tấn công mình. Em nghĩ là thì bình thường mình nghe âm thanh mà to, kể cả nhỏ hay to thì cái màng nhĩ của mình cũng đập mà. Thì hồi nãy Trường Giang bị bay ra luôn đó. Không, nhưng mà lúc đầu là em thấy có sự xuất hiện của anh PT thì em nghĩ là ảo thuật. Nhưng mà cảm giác chương trình đang đánh lừa chúng em. Đúng không là nào? Mời anh á để cho tất cả mọi người nghĩ rằng là sẽ làm ảo thuật. Đúng. Nhưng mà sau khi mà thấy hai anh xào quần một hồi thì không, em nghĩ đâu. Là khoa học. Thật ra là trong ảo thuật luôn luôn có sự khoa học nó lẫn lộn vào đấy thì mà làm ảo thuật đấy. Theo con là gì? Nãy giờ chúng chưa hiểu trò chơi này nó làm sao. Khoa học đó mọi người ơi. Âm thanh nó di chuyển được. Tại vì khi mà thí dụ mà ở trường em nó có một cái loa lớn như vậy, khi đứng gần á thì mình có cảm giác là mình bị đẩy đó nó đi. Đó là cảm giác. Đó là cảm giác, mình chưa giờ bị đẩy đi. Nhưng nó có cái lực anh. Không, nhưng mà sóng âm là nó vẫn có thể làm di đúng chuyển rồi, nó đúng được rồi, mà. Làm cái đo nó giọng tung tung có. Dạ đúng rồi, giống như trên phim á, khi mà mình dùng đó là trên phim. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong phim. Mà nó cũng phải dựa trên một cái gì đó có căn cứ chứ. Mấy cái fantasy nó đâu có thật đâu em. Nhưng mà vẫn có thể xảy ra. Chị ơi, chị ở bên đội của em mà. Chị là cố vấn cho đội em mà. Không, chị muốn nói thì nói. Còn các em muốn nghe sao thì thôi. Bây giờ, Samuel, em thấy sao? Khoa học anh. Em nghĩ ai ở đây cũng đồng ý khoa học rồi phải không? Rồi, chị Lê Giang nghĩ sao? Chị là ảo thuật á. Sao chị? Tại chị thấy nó ảo thuật quá. Ảo thuật hả? 8 triệu chia ra đó nghe. Đúng rồi, có khi vẫn là ảo thuật đúng mà chị. Tại vì nó thông qua một cái thùng ở trong, nó có thể có cây quạt để mình chỉnh. Giống như là cái hồi nãy cái trái banh tennis, nó phải tăng tới 1000 mấy thì mới nó quay. Còn cái cục to bự chà bá mở có 500 thôi mà nó lắc vậy thì em thấy trước mắt là không tin được. Mà trong khi đó đồ này còn nặng hơn cái kia nữa. Thì em thấy cái này không phải là ảo thuật, cũng không phải là khoa học, mà là đây là tào lao. Trời ơi. Tình nó không biết nãy giờ công sức ngồi đi chơi. Đây bây thôi, giờ bà nói tào lao. Em mới là tào lao đó Harry à.
mình thấy cái chùm lông đó, cái chùm lông cái nắng đó thấy. Nó rung rinh đúng không? Đà. Tức là cái cường độ âm thanh, cái tần số âm thanh nó làm dao động những cái đồ vật đó. Đúng. Đó, và khi nó phát ra trong một cái lồng kính mít như vậy thì âm thanh nó sẽ có một cái lực nó đẩy lên lại và đẩy, nó đẩy lên, được những cái đồ vật. Đúng vậy. Cho nên em, cố vấn của đội mình ở đây, em nói rằng là chị Giang ơi, đây là ảo thuật, chị qua đội em đi nè. Tức là chị Giang có một điều lạ, chị phân tích là khoa học mà sao chị khẳng định là ảo thuật? Mọi người quan sát đi, tại sao cái bàn này đưa ra là có ba cái ngăn kéo, đúng không? Mà chúng ta không biết bên trong ba cái ngăn kéo đó có ẩn chứa một cái gì hay không. Đó, đó cái này kiểu thôi. Xa quá rồi anh ơi, xa quá rồi anh ơi. Cảm ơn Trường Giang, lẽ ra tôi đang muốn chuyển hướng sang ảo thuật mà nhờ Trường Giang làm banh cái đó ra. Rồi bây giờ tôi nói lại không là có gì hết. Khoa học. Khoa học. Bây giờ nè, cái loa này ai nói là loa giả gắn quạt thì mời nghe. Nhẹ hiệu à. Nhạc nó sôi động. Đó. À, không, không, đây là cái bát. Không đi, nó cũng là sóng âm thanh. Vậy thì bây giờ ai nghĩ là khoa học đứng về phía anh đại mình nghĩa. Ngồi tại chỗ anh ha. Rồi qua đây mấy em ơi, Jerry ngồi mình đây. Bê Trần Chibu qua luôn không? Qua luôn không? Không sao đâu, mọi người cứ đi đi. Chà, cùng đi, hội đi cùng thuyền ha. Không đi đâu, mình vẫn chung thủy lắm. Cái gì vậy? Harry ảo thuật hả? Dạ. Đi ảo thuật mà. Đi vậy? Không mẹ. Rồi thôi, nó không cho đi mà. Ủa thuyền. Harry. Dạ. Em nghĩ là ảo thuật hả? Em vẫn nghĩ nó là tào lao. Rồi xong. Bây giờ nếu như trường hợp là khoa học thì 8 triệu đồng sẽ chia đều cho 6 người. Và nếu là ảo thuật thì 8 triệu đồng ở lại với chương trình. Mời tất cả đứng dậy. Phần thưởng sẽ rơi hay hình phạt sẽ tới? Bây giờ là kết quả của chương trình sẽ có sau vài phút giải lao. Trở lại với chương trình Ô hay gì thế, thế này. Nếu bây giờ kim tuyến rớt xuống bên phía của anh Đại Nghĩa, mọi người được phần thưởng 8 triệu chia đều. Còn nếu kim tuyến rớt xuống ở Harry thì có nghĩa là tiền ở lại với chương trình. Ảo thuật hay khoa học? Ba. Đúng. Khoa học. Khoa học. Hai. Cũng không phải là khoa học mà là đây là tào lao. Một. Măng. 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 Ảo thuật. Ảo thuật. Hết rồi, nếu chị chọn một mình chị 8 triệu đồng. Thấy chưa, chú chữ với chị đi, cái năm chị lại. Mất hết tất cả rồi. Trời, chị còn nhờ lên chị phân tích như vậy rồi tiền. Làm cái chuyện chứ gì khoa học chứ trong này. Mất hết tiền đâu mà bơm môi. Đây mọi người ơi, ai đã từng khinh bỉ tôi hãy lắng nghe đây không nè. Không có chị, hồi nãy chị nói tào lao đi, chị không có nói là ảo thuật. Đừng nói như vậy, đừng bỉnh minh như vậy. Tôi từng là tôi nói tào lao, ai ngờ nó trúng thiệt. Mọi người. Trời ơi, tôi nghi lắm rồi. Tôi thấy cái dòng mà ta nói chung hội chung thuyền mà cái thuyền đông quá thế nào cũng đắm mà. Cái tủ này và cũng là những cái trang bị này là cái phải là ảo thuật không? Tại sao em nghĩa em kể chị vậy? Chị có con gái chị em trọng kéo chị lại đó. Sao vậy con? Con cứ nghĩ
nghĩ mẹ là không biết suy đoán nhưng tại tất vì... cả nằm ở trong óc mẹ hết. Đâu có, tại vì đó giờ là mẹ thẩm mỹ là mẹ hay nhất thôi chứ còn thẩm mỹ mới biết được ảo thuật. Ủa gì kỳ. Rồi, để giải thích cho hiện tượng này là như thế nào thì sẽ có đại diện của ban cố vấn khoa học chương trình lên giải thích cho chúng ta. Xin mời. Cho chị nói câu đi. À, cái lo này á, là phát ra là sóng âm. Sóng âm á, thì nó trong một cái môi trường thì nó truyền đi và nó gặp cái vật cản nào đó thì nó phản xạ trở lại, chứ nó không bao giờ mà dịch chuyển được cái vật chất. Nếu như mà dịch chuyển được thì các bạn không còn ngồi ở đây được đâu. Chỉ có động đất mới làm được chuyện đó. 8 triệu ở lại với chương trình là điều ban tổ chức không hề mong muốn, vì muốn mọi người tới đây có xăng đổ để chạy về nhà. Nhưng mà nè, giờ phải cho mọi người biết là vừa rồi ảo thuật như thế nào. Xin thưa danh nghĩa là tụi em đã chuẩn bị sẵn một cái bình nước biển và một máy đo huyết áp ở dưới. Cái gì? Cũng có một số người đang thở không nổi. Em chỉ nói vậy thôi. Có một số người đang thở không nổi. Chúng ta đến phần tiếp theo trong chương trình Ô Hay Gì Thế Này.